Xin chào các bạn. Đó là chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đây là một buổi tối đi quay máy bay của mình ở sân bay Nội Bài. Và mình đã gặp được một chiếc máy bay rất đặc biệt, chưa từng gặp bao giờ. Đây chính là chiếc máy bay đó. Nó rất nhỏ, trông như một chiếc UAV vậy. Và tất nhiên cũng không hiện trên Flight Radar 24. Đây là hình ảnh mình tua chậm lại. Vì bị bất ngờ nên mình quay không được rõ. Đây là loại máy bay mà mình chưa từng gặp bao giờ. Sau khi quay video, mình đã hỏi ý kiến một số anh em trong hội chụp ảnh máy bay. Và được một số bác là phi công chỉ ra đây là loại máy bay huấn luyện DA-42. Cũng không rõ chiếc máy bay này là từ một sân bay nội địa bay đến hay từ nước ngoài bay tới. Theo như mình biết thì ở Việt Nam có trường hàng không New Zealand có sử dụng loại máy bay DA-20. Trường này đóng căn cứ ở sân bay Chu Lai. Tuy nhiên không rõ trường này có loại máy bay DA-42 hay không. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc máy bay DA-42 trong game P3D nhé. Chiếc máy bay này có hình dạng rất đặc trưng với chiếc đuôi hình chữ T. Chiếc máy bay này là sản phẩm của Diamond Aircraft Industry, một công ty sản xuất máy bay của Áo. Chiếc DA-42 có 4 chỗ ngồi và sử dụng 2 động cơ cánh quạt. Tuy nhiên không phải là loại động cơ phản lực turboprop mà là động cơ đốt trong. Mỗi động cơ có 4 xi lanh được làm mát bằng chất lỏng và cho công suất tối đa 168 mã lực khi cất cánh. Bây giờ mình sẽ vào trong buồng lái và lái thử chiếc DA-42. Đây là bên trong buồng lái của chiếc DA-42. Máy bay được trang bị hệ thống thiết bị bay điện tử G1000 của Garmin. Bây giờ mình sẽ khởi động động cơ và cho máy bay bay một vòng. Màn hình phía bên phải đang hiện các thông số của động cơ. Hệ thống Garmin G1000 của chiếc DA-42 có hai màn hình lớn để hiển thị các thông tin của máy bay, thay cho các đồng hồ cơ truyền thống. Trước khi khởi động động cơ, mình sẽ bật đèn strobe light, hay còn gọi là đèn beacon light. Đèn này sẽ báo hiệu cho mọi người xung quanh biết máy bay sắp khởi động động cơ. Mình sẽ bật công tắc master của hai động cơ của chiếc DA-42. Khởi động động cơ của chiếc DA-42 cũng giống như khởi động động cơ của một chiếc xe ô tô vậy. Xoay chìa khóa về bên trái để khởi động động cơ bên trái. Tiếp theo xoay chìa khóa về bên phải để khởi động động cơ bên phải. Theo dõi tình trạng động cơ trên màn hình bên phải cho đến khi các dòng chữ đỏ chuyển sang màu trắng là được. Bây giờ các động cơ đã khởi động xong, mình sẽ cho máy bay chạy taxi ra đường băng cất cánh 11R. Mình sẽ bật đèn taxi light. Nhả phanh bánh xe. Và đẩy cần ga lên một chút để tăng công suất động cơ. Máy bay đã bắt đầu di chuyển trên đường băng. Trong thực tế thì mọi việc di chuyển của máy bay ở bãi đỗ và đường lăn đều phải xin phép và phải được cấp huấn lệnh từ đài kiểm soát mặt đất. Ở sân bay Nội Bài thì gọi là Nội Bài Ground. Còn việc nhập xuất hai đường băng, cất hạ cánh máy bay thì do Nội Bài Tower quản lý. Các phương tiện như xe cộ di chuyển trên sân bay cũng phải được trang bị bộ đàm hai chiều để liên lạc và nhận lệnh từ không lưu. Gần đây ở Nội Bài mới có vụ xe của nhà thầu sửa chữa sân bay không mang theo bộ đàm. Và không lưu không thể liên lạc được với xe đó.
Kết quả là nhà thầu đã bị xử phạt nặng. Mình sẽ tua nhanh đoạn di chuyển ra đường băng cất cánh này nhá. Bây giờ mình sẽ tăng tối đa công suất động cơ để cho máy bay cất cánh. Máy bay đã cất cánh bay lên ổn định. Bây giờ mình sẽ bật chế độ lái tự động để có thể rảnh tay. Để bật chế độ lái tự động, trước tiên chúng ta bấm vào nút AP ở đây. Sau đó bấm vào nút ALT để kiểm soát độ cao. Dùng nút xoay này để đặt độ cao muốn bay. Và dùng nút xoay này để đặt hướng bay. Trước tiên mình sẽ cho máy bay bay thẳng hướng với đường băng, tức là hướng khoảng 110 độ. Và bấm vào nút HDG để máy bay tự chỉnh hướng về hướng đã chọn. Như vậy là máy bay sẽ tự bay theo hướng và độ cao đã chọn. Phi công có thể bỏ tay khỏi cần điều khiển. Bây giờ mình sẽ chỉnh độ cao lên 1200 feet và chỉnh hướng để máy bay bay về phía bắc. Cho máy bay bay một vòng rồi quay trở lại hạ cánh. Đó, chiếc máy bay đang tự chuyển hướng sang hướng gần như vuông góc với các đường băng. Đường băng của sân bay Nội Bài gần như theo hướng Tây Đông. Bây giờ mình tiếp tục xoay nút để chỉnh hướng máy bay. Mình sẽ cho máy bay bay về hướng 290 độ. Như vậy máy bay sẽ bay song song với đường băng 29 của sân bay Nội Bài. Máy lái tự động khiến cho công việc của phi công được giảm tải khá nhiều.
Chúng ta cùng quan sát một số góc nhìn bên ngoài của chiếc DA42. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho máy bay bay về phía nam, chuẩn bị vòng lại để hạ cánh. Tiếp tục chỉnh hướng máy bay. Chỉnh cho máy bay về hướng 110 độ, tức là gần với hướng của các đường băng sân bay Nội Bài. Bây giờ mình sẽ tắt máy lái tự động để hạ cánh thủ công. Mình sẽ hạ cánh tà, flap và hạ bánh đáp của máy bay.
Máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 11L sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.